Người hùng Bao Phương Vinh cùng Trần Quyết Chiến ghi dấu mốc lịch sử cho bia Việt Nam. Hai tay cơ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã tạo ra cột mốc lịch sử cho bia Việt Nam sau chiến thắng trước đội tuyển Bỉ tại vòng tứ kết giải vô địch đồng đội thế giới 2024 đang diễn ra ở Weissen, Đức. Trận tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và Bỉ được đánh giá là ngang tài ngang sức nhất của vòng đấu này. Trong khi Trần Quyết Chiến, hạng 2 thế giới, cùng Bao Phương Vinh, hạng 8 thế giới, có lợi thế về sức trẻ và thứ hạng cao hơn. Nhưng đội tuyển Bỉ có kinh nghiệm vượt trội với sự có mặt của tay cơ từng 13 lần vô địch World Cup là Eddie Merckx. Trận quyết chiến cùng Bao Phương Vinh vượt qua vòng tứ kết đầy kịch tính ở trận đấu của hai cơ chủ lực. Tay cơ 55 tuổi người Bỉ đã nhập cuộc tốt hơn và liên tục dẫn điểm trước Trần Quyết Chiến. Dù cơ thủ Việt Nam rất nỗ lực để đeo bám điểm số để rút ngắn điểm số 30-31 trước đối thủ già dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, ở thời điểm cuối trận Trần Quyết Chiến đã chững lại và để Merckx giành chiến thắng với tỷ số 40-30 sau 19 lượt cơ. Đến lúc này, mọi hy vọng của người hâm mộ bia Việt Nam đều đổ dồn về bàn đấu bên cạnh của Bao Phương Vinh đối đầu với tay cơ 59 tuổi Joseph Philippon. Dù có khởi đầu tốt hơn và dẫn điểm rất xa, nhưng Bao Phương Vinh đã dừng chân ở điểm số 27 rất lâu và để Philippon vượt mặt. Bao Phương Vinh trở thành người hùng của bia Việt Nam dù vậy. Tay cơ trẻ của Việt Nam cũng kịp trở lại và có hai series điểm số để giành chiến thắng chung cuộc 40-34 sau 24 lượt cơ. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam và Bỉ phải bước vào trận đấu đôi song tô, mỗi người thay phiên đánh một lượt, chỉ với 15 điểm. Lên tinh thần sau trận thắng cân bằng tỷ số, Bao Phương Vinh và Trần Quyết Chiến đã nhập cuộc rất xuất sắc bằng series 13 điểm. Đội tuyển Bỉ dù quyết tâm theo đuổi điểm, nhưng hai tay cơ lão làng Merckx và Philippon chỉ ghi được 3 điểm. Với bản lĩnh cùng tinh thần lên cao, bộ đôi cơ thủ Việt Nam đã kết thúc trận đấu với tỷ số 15-3 chỉ sau 2 lượt cơ và chính thức có vé vào bán kết. Với thành tích này, Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã giúp cho Bia Carom 3 băng Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở bán kết giải vô địch đồng đội thế giới sau nhiều lần tham dự. Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh tạo ra cột mốc lịch sử cho Bia Carom 3 băng Việt Nam. Đối thủ trong trận bán kết của Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh sẽ là đội tuyển Mỹ với hai tay cơ Hugo Patino, hạng 31 thế giới, và Raymond Geruth, hạng 71 thế giới. Trận bán kết giữa đội tuyển Việt Nam và Mỹ sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 3 giờ Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.